Chúng con xin chào sư ạ. Dạ, anh cho, dạ. Để em ping sư lên, dạ. Dạ, sư mở mic của sư lên, sư. À, dạ, dạ, để con mở cái mic của sư. À. Rồi, sư mở mic ra đây nè. Dạ. Yeah. Mời người ta mà lấy bằng keo dán miệng người ta nói. Xin lỗi. Nãy giờ đang hồn người ta cũng phải đắt. Dạ, chúng con xin tánh lễ sư. Dạ. Yeah. À rồi, chào bà con. À, kinh Tạng á thì có 25 cuốn, trung bình á là cuốn 500 trang. Và tìm hiểu tới nơi tới chốn thì mình thấy rằng có một cái quan hệ rất là chặt chẽ, không thể tách rời giữa A Tỳ Đàm và Kinh Tạng. Ở chỗ là không có A Tỳ Đàm chúng ta không hiểu được Kinh Tạng, đó là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa đó là học gì thì học, nhưng mà phải nhắm đến ba điều sau đây. Một, học để mà tìm ra cái mối liên hệ giữa ba tạng với nhau. Chứ còn nếu mà học đến một lúc nào đó mà mình học mà mình không tìm thấy được cái mối quan hệ giữa ba tạng, học tạng này bài xích tạng kia là sai. Lời Phật là chỉ có một dòng, một luồng thôi. Cho nên thứ nhất là tìm thấy cái mối quan hệ giữa ba tạng. Thứ hai, học để mà tìm thấy cái sự liên kết giữa lý thuyết và thực hành, giữa nhận thức và hành trì. Còn nếu mà học đến một lúc nào đó mà mình muốn buông, lúc nào mình buông đó, mình không thấy được cái mối tương quan giữa cái học và cái hành, vậy là học sai. Là cái đấy. Và cái thứ ba, mình học, mình hành và mình thấy nó có cái tác, nó có cái ý nghĩa ứng dụng thì là học đúng. Còn nếu mà mình học mà mình không thấy nó giúp cho mình được cái gì hết, nó không giúp cho mình hóa giải được một cái vấn đề gì trong tâm tư, trong đời sống, như vậy mình học sai. Như vậy có ba điều. Một, học giáo lý để tìm được cái mối tương quan giữa ba tạng. Thứ hai, học để mình tìm được cái mối tương quan giữa học và hành. Thứ ba, học là phải được an lạc. Học đạo mà được an lạc là học đúng. Còn học làm sao mà học kiểu giống như mình học toán lý hóa đó, học chỉ nhét ra đầy cái đầu mình thôi, nhưng mà mình không có cải hóa được bản thân, không tìm được cái sự chuyển hóa bản thân, thì như vậy là học sai. Và một chuyện nữa, chúng ta học giáo lý trong lớp này tuyệt đối là chúng ta không có coi nặng cái vấn đề hình thức học vị, bằng cấp, chứng chỉ gì hết. Nhưng có một điều chúng tôi thiết tha mong mỏi là mai sau họ học xong 5 cuốn này thì 25 cuốn là khoảng 12.000 trang, thì chúng ta gom lại thì còn có 5 cuốn Kalama. Mà 5 cuốn Kalama nó một cuốn 500 trang, mà mỗi cuốn như vậy nó thật ra nó chỉ có 250 trang thôi, bởi vì 250 kia là tiếng Pali, các vị đồng ý không? Mang tiếng là 500 thì thật ra mỗi cuốn anh có 250. Như vậy thì 5 cuốn á thì nó có 750 trang thôi. Có nghĩa là 12.000 trang mà gom lại chưa được 1.000 trang. Để cho bà con á, là có được một cái khái niệm căn bản về Phật học nói chung và Kinh Tạng nói riêng. Và tôi cũng mong là mai này bà con khi mà nhìn thấy cái bộ Nhật Tụng Kalama, bà con biết rằng đó chính là cái chứng chỉ của mình đó. Mình đã học xong rồi đó, mình cái giáo lý mình có cái nền rồi đó. Chứ còn mà mất mấy chục năm đi chùa lạy Phật cúng dường mà tới lúc bạc tóc mà mù tịch về giáo pháp thì rất là đáng tiếc. Bởi vì nếu mà chúng ta không tin Phật thì thôi, còn nếu mà tin Phật ấy thì chúng ta phải tin rằng đó là thân người khó được, thân người rất là khó được. Lý do là một ngày như vậy đó, chúng ta sống với cái tâm hồn của con người đó không được bao nhiêu hết, mà chúng ta sống với tâm hồn sa đọa thì nhiều, không? Cho nên dựa vào đó mình thấy rằng trong kinh nói đó là chính xác, thân người khó được, chánh pháp thì khó gặp. Nếu mà thân người khó được, điều đó có nghĩa là cái người lành rất là khó gặp. Bởi vì sao? Vì thân, tại sao thân người khó được là bởi vì cái thiện nó khó làm lắm. Mà nếu mà thiện khó làm thì người thiện khó kiếm. Mà người thiện đã khó kiếm thì cái chuyện mà gặp được Đức Phật hay là giáo pháp của Đức Phật hay là cái người hoằng dương giáo pháp càng hiếm. Bởi vì cái này nó dẫn tới cái kia. Cái thiện nó càng hiếm thì cái người thiện càng hiếm. Mà Đức Phật là thiện của thiện,
Đức Phật là người thiện trong đám người thiện, mà người thiện là đã khó kiếm rồi. Cho nên là mình ý thức được rằng cái thân người khó gặp chánh pháp cũng thân người khó được mà chánh pháp khó gặp. Thì nếu mà bây giờ mình là thân người mang thân người mà bây giờ được gặp Phật pháp nữa mà lại mù tịch về giáo pháp thì quá uổng. Và một chuyện nữa mà tôi nghĩ rằng mình dứt khoát phải nói ra ở đây, đó là cái theo trong A Tỳ Đàm thì một cái công đức mà được thực hiện mà có cái trí tuệ đi kèm ấy thì cái công đức nó mới lớn, đúng không? Và cái trí tuệ đây nó gồm nhiều cấp. Thì quý vị thấy mà, trí tuệ của người này khác người kia. Trí tuệ thì nó có nhiều loại, văn, tư và tu. Thì trí văn tức là cái trí tuệ mà nó có từ cái chuyện mình nghe, mình đọc, mình học từ người khác. Còn cái trí tư là cái thấm thía, suy diễn, suy luận trên cái nền tảng của kiến thức. Còn cái trí tu là cái sự hiểu biết dựa trên nền tảng thực chứng của thiền định hay là thiền tuệ. Tại sao mà trí tu phải dựa vào hai cái đó, là bởi vì mình thấy muốn đắc sơ thiền ấy là phải trừ được năm truyền cái, mà trừ được năm truyền cái thì cái trí nó mới sáng được, mới đắc được sơ thiền, không? Và người đắc sơ thiền họ mới có điều kiện đắc nhị tam và tứ thiền ngũ thiền, và người đắc tam và tứ ngũ thiền ấy thì họ mới có cái khả năng họ thấy ra được những cái điều mà cái người không có thiền không thấy được. Này, đó là nói về thiền chỉ, thiền định. Còn thiền tuệ là xưa giờ mình không hề biết cái cấu tạo, cái vận hành, cái duyên khởi của cái thân tâm này. Khi mà mình học Phật pháp, đặc biệt là A Tỳ Đàm, rồi ứng dụng vào cái phong môn tứ niệm xứ, thì mình thấy rõ rằng cái bản chất, cái cấu trúc, cái vận hành của thân tâm này nó ra sao, ta thế nào, người khác như vậy, và chúng sanh được cấu tạo, được vận hành như thế nào, thì mình hiểu được luôn là cái vũ trụ nó cũng được cấu tạo, được vận hành như thế nào, không? Cho nên bắt buộc là chúng ta phải có trí, ba loại trí, văn, tư, tu. Và tùy thuộc vào cái văn, tư, tu của mình nó nhiều hay ít, nó sâu cạn, rộng hẹp thế nào, mà cái công đức của mình nó khác nhau, không? Thí dụ như cũng cùng bỏ tiền ra xây chùa, đúc chuông, in kinh, đúc tượng. Nhưng mà cái người mà có kiến thức Phật pháp ấy, thì họ làm với một cái nhận thức nó khác. Còn cái người kia họ chỉ thuần túy là niềm tin, mà nó đặc biệt chỗ này. Mình đến với đạo chỉ thuần túy bằng niềm tin thì mai này cũng chỉ vì cái niềm tin của mình nó trục trặc, nó bị thương tích là mình buông đạo ngay. Đấy. Còn mình đến với đạo bằng nhận thức, bằng hiểu biết thì mai này trời có sập xuống thì mình vẫn cứ thờ Phật, vẫn cứ thờ pháp. Đấy. Còn khi mình đến với đạo chỉ thuần túy bằng niềm tin, thông qua một cá nhân, một tập thể nào đó, thì một lúc nào đó, đó khi mà cái cá nhân tập thể đó mà không được như mình nghĩ, qua mắt của mình quan sát hay là qua thị phi tai tiếng, thì lập tức toàn bộ cái niềm tin tam bảo thì sụp đổ ngay, bởi vì niềm tin tam bảo của mình ngay buổi đầu nó đã được thiết lập, được xây dựng trên cái nền tảng gọi là niềm tin thuần túy, niềm tin thiếu trí. Đây. Nhớ cái đó rất là quan trọng, cho nên đây là lý do vì đâu chúng ta phải học giáo lý. Thứ hai nữa đó là chỉ có học giáo lý thì chúng ta mới có một cái nhìn khác đi về thế giới này. Bởi vì thế giới này nó ra sao để nó tùy thuộc vào cái nhìn của mình, không? Thế giới cũng cuộc đời này, cũng trái đất, cũng hành tinh này, đấy, cũng cây cỏ, đất đá, đại dương, sông rạch, kinh ngồi, con người, chim muông. Nhưng mà cái anh mà mù bẩm sinh ấy thì anh cảm nhận thế giới nó khác. Cái anh mà điếc bẩm sinh ấy, anh cảm nhận thế giới nó khác. Cái anh bị tâm thần bẩm sinh ấy, anh cảm nhận thế giới nó khác. Không, chưa hết. Cái người mà bị bao tử, bị định trĩ, bị sỏi thận, họ cảm nhận thế giới này nó khác. Cái người mà thường xuyên bị nhức đầu, bị chóng mặt, bị cao máu, họ nhìn thế giới này nó khác. Mặc dù họ cũng mắc tay mũi lưỡi như mình vậy đó, nhưng mà đau suốt ngày nó cứ nhăn, là nó khổ như táo bón. Khi mà mình có một cái vấn đề về tâm sinh lý này, thân thì bệnh, tâm thì có mối âu lo nội kết nào đó, thì cái nhìn của chúng ta về thế giới đương nhiên là nó không giống người khác. Lúc bây giờ mình nhìn qua cái lăng kính của bản thân, không? Cho nên chúng tôi quay lại thì Phật pháp cũng vậy. Chúng ta biết được Phật pháp thì cái nhìn của chúng ta về bản thân, về những người xung quanh, về thế giới, về vũ trụ, về cái dòng chảy luân hồi đương nhiên có khác, bởi vì Phật pháp cung cấp cho ta một cái nhìn, không? Kiến thức nào cũng vậy hết, kiến thức nào cũng vậy hết. Một người có kiến thức về hóa chất, về vật lý,
về đại số hình học lượng giác. Thấy nó như vậy đó, nhưng mà cứ thêm một kiến thức thì cái nhìn của mình về thế giới nó khác, người ta khác, chắc chắn là khác. Nội mình vì riêng cái khoảng logic á, cái logic trong đầu của một cái thằng mà giỏi toán lý hóa đó, với cái logic đó nó nhìn thế giới nó khác. À, mặc dù trước mắt mình thấy nó thì nó học xong đi chi về nó làm cái chuồng heo cho chuồng gà cho vợ thôi, nhưng mà ít ra nó có toán lý hóa, cái đầu của nó suy nghĩ khác. Đó là đời còn đạo. Khi mà mình có được cái kiến thức về Phật pháp này, thì cái cách nhìn của mình, cái cảm nhận của mình về bản thân, về cuộc đời đương nhiên phải khác đi. Đạo Phật cung cấp cho mình một cái nhìn, cái nhìn trước mắt là mình thông thoáng, cảm thông và có khả năng chia sẻ tốt hơn. Rồi cái thứ hai nữa, cái nhìn nó cung cấp cho mình một cái khả năng thông thoáng, không có bị giam hãm trong các định kiến. Học Phật mà học cho đúng ý, là không có giam hãm trong các định kiến. Lát nữa chúng ta sẽ bàn sâu vào chỗ này. Và cái thứ ba nữa đó là khi mình học Phật như vậy đó, là mình đang là vượt thoát khỏi cái thế giới, cái cảnh giới, cái trình độ hiện tại của bản thân. Cái đó là cái điều rất là đặc biệt không? Mình vượt thoát khỏi cái trình độ hiện tại. Bởi vì cái nguyên nhất của cái thế giới phàm phu là gì? Là đụng đâu dính đó. Sinh ra, lớn lên trong cái môi trường, trong hoàn cảnh nào. Thường thì thường người ta bị gọi là giam hãm, bị dính mắc, bị vướng kẹt ở trong đó, và người ta không nghĩ đó là mình, đó là cái nhà tù của mình. Cái bi kịch của nhân loại là chỗ đó, bi kịch của chúng sinh phàm phu là chỗ đó, tức là sinh trưởng trong cái môi trường nào thì thường bị giam nhốt trong môi trường đó. Kể cả những người có bằng cấp, có học vị, giàu có, tiếng tâm, quyền lực, uy tín, họ tưởng là thế giới của họ ngon lành hơn so với mấy người nghèo, mấy người dốt, nhưng họ quên là chẳng qua là nhà tù của họ đó, nó lớn hơn một tí, nó rộng một tí, vạt cái sợi dây xích mà nó đang xiềng cái chân của họ nó bằng vạt chỉ vậy thôi. Nhưng mà các vị tưởng tượng đi, một cái phòng giam mà 10m² với 100m² thì nó khác nhau chỗ nào? Nó khác nhau chỗ rộng hơn tí, nhưng mà vẫn là giam. Này, một cái sợi dây xích dầu bằng sắt rỉ sét hay là một sợi dây xích đúc bằng vàng khối thì vẫn là sợi dây xích. Nó khác nhau trên cái chất liệu nhưng mà nó giống nhau ở cái tác dụng. Đó là cả hai đều giam hãm một đời người nha. Cho nên là cái nguy hại nhất của phàm phu đó chính là hài lòng với cái nhà giam chính mình. Mình bị giam nhốt ở trong cái sự hài lòng, mình bị giam nhốt trong cái sự bất mãn. Ghê như vậy đó. Các vị nghe nói giam nhốt trong sự hài lòng thì các vị thấy hơi kỳ kỳ rồi. Mà mình bị giam nhốt trong sự bất mãn, trong cái thích và trong cái ghét. Này, có nghĩa là khi mình ghét cái gì, dầu người hay vật, thì lúc đó mình đã tự giam nhốt trong một cái thế giới của định kiến, thành kiến. Này, và khi mình thích cái gì thì mình cũng tự giam nhốt mình trong cái thế giới của định kiến. Cho nên là đây là lý do vì đâu chúng ta học giáo lý, học để mà tự tháo cởi, tự giải thoát, tự khai phóng bản thân mình, đúng không? Đây là lý do mà chúng ta phải tìm đến Phật pháp. Đừng bao giờ nghĩ rằng là học Phật pháp bởi vì nghe nói, nghe nói Phật pháp là lời Phật, mà Phật là vĩ đại, Phật là vĩ đại, Phật là linh thiêng. Như vậy học lời Phật là có phước, nếu mà vậy là chết rồi. Đức Phật không có muốn mình học ngài như là học bùa, không phải. Mà ngài chia sẻ cho mình những tia sáng, những cái góc nhìn, ngài chia sẻ cho mình những cái chiều cao, những cái chiều sâu, những cái chiều rộng, để mà mình nhìn về thế giới tốt hơn. Mình khổ là vì mình hiểu lầm, mình khổ là vì mình hiểu lầm, mình khổ là vì mình tự giam nhốt mình trong cái môi trường sinh trưởng. Đấy. Mà mình học Phật pháp thì Phật pháp cung cấp cho mình một cái nhìn mà vượt thoát cái định kiến. Cái đó là cái rất là quan trọng. Và hôm nay trong cái bài, cái buổi học đầu tiên của cái lớp gọi là kinh tạng, trong nội bộ vui niệm thì mình gọi là Nhật Tụng Kalama, nhưng mà nó gọi như vậy thì nó có vẻ nó đóng khung lắm. Và đó, đây là lớp kinh tạng trích diễm. Diễm là hay, là đẹp á. Bài kinh nào cũng đẹp hết, bài kinh nào cũng hay hết, nhưng mà chúng tôi cố ý sưu lục select mấy cái bài kinh mà chúng tôi tự cho rằng có thể thông qua đó Phật tử có được một cái nhìn nền tảng mà nó mang tính thứ lớp. Chứ còn tự một mình bươn chải bôn ba trong kinh tạng đuối lắm. Vô gặp mấy cái bài mà
khó đó. Khó làm sao? Tại vì cái số người đến gặp Phật ấy, căn cơ khác nhau. Có nhiều người họ đến, họ đặt ra những câu hỏi hóc búa theo cái trình độ của họ, và đương nhiên Đức Phật cũng phải trả lời những câu hỏi đó một cách tương ứng. Và những bài kinh đó đối với nhiều người chịu không nổi. Tôi ví dụ như bà con mở cái Trung Bộ, bà con đọc giùm tôi cái bài Đại Phương Quảng ấy. Cái bài kinh đó quan trọng lắm, nhưng mà tôi e rằng 99% đại chúng đọc cái đó chảy máu mắt, đọc không hiểu. Chảy máu mắt. Chúng ta sẽ từng bước làm quen với những bài kinh đó, sau một thời gian tìm hiểu mấy bài kinh nền trước. Và đến hôm nay thì chúng ta đã có bản thảo của quyển Kalama 4. Kalama 3 thì đang hoàn tất những công đoạn cuối để gửi cho nhà in. Như vậy chúng ta đang bắt đầu, chúng ta là chúng tôi bên đây đó, đang sửa soạn hoàn tất quyển 3, và quyển 4 đã có một phần bản thảo rồi. Thì đầu tiên là chúng ta học về Kalama 1, thì tôi nói đây cho các vị đừng có run. Thứ nhất là chúng ta học ở đây là chúng ta học kinh tạng mà bằng cái sớ giải, cái commentary của kinh, chứ không có phải là học kinh tạng mà thông qua cái tư kiến của cái người giải thích. Ông thích sao ông giải thích vậy thì kẹt lắm. Nếu mà kinh tạng mà dễ hiểu như vậy thì đó đâu phải là cái di sản của một tuệ giác vĩ đại như Đức Phật. Và nếu mà kinh Phật mà ai cũng có thể tùy thích mà giải thích giảng giải thì hôm nay Đạo Phật đã không còn nữa. Ai đó nói rằng ôm chặt từng trang kinh là chấp thủ thì tôi cũng đành chịu, nhưng phải nói rằng nếu mà đọc kinh tạng mà không thông qua chú giải mà mạnh ai giải thích muốn nói gì thì nói, thì Đạo Phật nó mất từ lâu rồi. Cái gì mà có cái gốc, không cái gì mà có cái gốc. Muốn nấu nồi canh chua cũng phải có cái công thức căn bản. Rồi còn cái chuyện mà dặm giá thêm, ai nấu chay, ai nấu mặn, ai nấu ngọt, ai nấu chua, ai nấu mặn gì đó, thì đó là tùy. Nhưng mà căn bản cái công thức nấu canh chua nó phải có cái nền. Phải có cái nền. Ở đây thì bài kinh đầu tiên chúng ta học là bài kinh Kalama. Cái bài kinh này đấy, nó còn có một cái tựa nữa. Bà con có thể tìm trong Google, tức là Kesamuti. Kesamuti là không có tóc. Kesamuti là người không có tóc. Thì kể cái đó là cái địa danh của người ta, mình mắc gì mình bàn cái đó. Kesamuti. Cho nên bà con có thể vào trong Google, bà con thấy cái bài kinh này nó có hai cái tựa. Một là cái tựa Kalama, Kalama Sutta. Hai là cái tựa gọi là Kesamuti Sutta. Nội dung bài kinh này được rất rất nhiều người Âu Mỹ xem là cái cánh cửa để dẫn vào đạo Phật. Bởi vì đa phần, không phải đa phần mà là tuyệt đại đa số người Âu Mỹ đã lớn lên trong cái bối cảnh văn hóa Cơ Đốc. Và ai mà lớn lên trong bối cảnh văn hóa Cơ Đốc giáo là đều biết cái câu này của Thánh Kinh. Đó là phúc thay cho kẻ nào chưa thấy đã tin. Trong khi đến bên Phật giáo mình ấy, thì có cái câu ngược lại, chớ vội tin những gì được truyền khẩu truyền tụng này, được đồn đại, kể cả những điều được xem là cái dòng thông tin chính thống được ghi chép ở trong kinh điển khả kính thiêng liêng, cũng đừng vội tin vì điều đó được truyền dạy bởi một người mà mình gọi là sư phụ. Và cũng đừng vội tin chỉ vì điều đó nó hợp với cái nền tảng kiến thức siêu giờ của mình, nó hợp với cái kiểu suy tư của mình. Cũng đừng vội tin là bởi vì cái điều đó nó được rao giảng bởi một người mà mình nhìn qua đã thấy thích. Trong đây có cái đó mới đặc biệt. Coi chừng nó có những cái điều mà mình tin nó chỉ vì là nó được phát biểu bởi một con người mà nhìn qua đã thấy thích. Bữa nay tôi tiết lộ các vị nghe một cái chuyện này rất là bậy, nhưng mà đang giảng này không để không nói. Đó là tôi, các vị có quyền không tin, nhưng mà tôi không có theo dõi cái showbiz Việt Nam. Nhưng có một người tôi ngẫu nhiên tôi biết được tôi có cảm tình, và tôi giật mình, tôi nói chết cha rồi. Cái này mà tôi không biết đạo là tôi chết rồi. Đó là Tina Tình. Tina Tình.
cái cô này đó thì nói theo cái gọi là ngôn ngữ thế gian đó, cô đẹp, đẹp thôi. Mà không biết bây giờ cô làm nghề ngỗng gì tôi không có biết, nhưng mà vì cái nhân duyên sao đó mà cổ hôm nay cô trở thành ra là một môn đồ của Phật giáo mật tông. Và cái mà tôi thích cổ đó không phải là vì cổ đẹp không, thấy đẹp thì cũng mến rồi đó, nó nguy cho là nó đẹp là trong đây trong Pali rồi, trong chú giải có xài cái chữ gọi là Yuttarupo, cái ngoại hình của ngoại diện nó nhìn thấy sáng sủa lễ đường rồi đó. Dĩ nhiên thì cổ là cái giọng nói xuất sắc rồi, nhưng mà tôi quý cổ ở chỗ là cổ là người Việt Nam duy nhất đầu tiên, có thể không phải là cuối cùng, nhưng mà đối với tôi cổ là người Việt Nam duy nhất và đầu tiên, duy nhất đương nhiên là đầu tiên rồi, là cổ có khả năng học thuộc lòng vô số thần chú bằng tiếng Phạn. Tôi thì dốt thôi, nhưng mà trong cái biết của tôi thì cổ phát âm rất chuẩn, phát âm tiếng Sanskrit rất chuẩn này, và thuộc lào. Và tôi thì hôm nay phải ngồi ôn lại đấy, thì tôi cũng quen biết khá đấy, tăng ni Phật tử của Phật giáo Bắc truyền, nhưng mà tôi chưa hề gặp một cái người nào mà tôi nghĩ rằng đấy thuộc lào này, kinh chú này, mật giáo bằng tiếng Sanskrit mà nhiều như cổ và đọc chuẩn như cổ. Kể cả có những vị giảng sư chỉ khi thuyết giảng có trích một hai chữ mà phát âm nghe nó trục trặc rồi. Ví dụ như là cái Prajnaparamita, cái Bát Nhã Ba La Mật hay là Bát Nhã Tâm Kinh Rudaya đó, là tôi thấy phát âm là thấy đã không sướng rồi. Mà riêng cổ thì cái cô này có đọc chú mà có đọc Sanskrit là thấy mê lắm. Mà cái đang giảng Kalama mà tôi phải nhắc đến cổ là vì sao? Là vì đó mình ở hải ngoại đó, mình có thầy Pháp Hòa đó. Tôi nói cái việc tưởng tượng tôi là đồng tính, chứ tôi khoái thầy Pháp Hòa lắm. Cái mặt của thầy đẹp mà lành lắm, lành lắm, thầy không phải đẹp như tài tử, nhưng mà cái ánh mắt của thầy, cái nụ cười của thầy, cái giọng nói của thầy, cái cách diễn đạt của thầy, mình tin được, mình tin được. Một người nói chuyện rất là chừng mực này, rất là cẩn trọng này, có trách nhiệm lắm. Mà đặc biệt là cái gương mặt của thầy Pháp Hòa là tôi chịu lắm. Rồi bây giờ thêm cái cô Tina Tình, tôi mới nghĩ trong bụng nó chết rồi. Nếu mà mình không có biết cái gì hết mà mình gặp hai vị là sư thái và sư tổ này là mình mê chết luôn. Có cái là hai vị nó bây giờ ho ra tôi cũng ghi âm về tôi nghe, mê hay gì đó lắm. Tôi mê thầy Pháp Hòa lắm, tôi mê cái cô Tina Tình. Đấy, bây giờ trở lại bài kinh. Là một lần đó thấy tôi đi đến một cái địa phương, dân chúng ở đó đó. Đấy. Họ nhìn thấy ngài là họ chịu rồi, họ nhìn họ thấy là mấy chục cái hảo tướng là lộng lẫy lung linh và lấp lánh là họ chịu rồi. Rồi họ thấy một cái tăng đoàn coi như là trang nghiêm, đoan nghiêm pháp tướng và coi như lục căn thanh tịnh, họ chịu quá. Họ ra cái họ tiếp đoán Thế Tôn và tăng đoàn này, rồi họ mới thưa với ngài, nó trời chúng con ở đây có cơ hội gặp gỡ rất là nhiều các vị tôn sư các đạo giáo, mà khổ không nổi vị nào thì cũng nói mình là số một hết. Tụi con thiệt là hoang mang ghê lắm. Hôm nay chúng con gặp Thế Tôn, chúng con muốn hỏi là chúng con phải làm sao khi mà có quá nhiều cái chọn lựa như vậy, quá nhiều cái chọn lựa như vậy này, thì chúng con rất là hoang mang, xin Thế Tôn giúp chúng con. Thì Đức Phật này trả lời rằng các người hoang mang là đúng, phân vân lưỡng lự là đúng, ai ở trong hoàn cảnh nó cũng phải về thôi. Tuy nhiên đây là những cái điều mà các người cần phải tâm niệm. Này, bây giờ mình vô trong chánh kinh nha, vô chánh kinh. Chớ vội tin những điều gì đó chỉ vì đó là cái lời là truyền khẩu, truyền khẩu. Ở đây chúng tôi cố ý, nếu các bạn để ý, chúng tôi cố ý để là bốn chữ truyền, đó là truyền khẩu, truyền thuyết, truyền tụng và truyền thừa. Bốn chữ truyền có nghĩa là sao, là từ điểm A mà dời qua điểm B gọi là truyền. Ví dụ như trong tiếng Hán nó có cái chữ cổ là ở trên là chữ thập, ở dưới là chữ khẩu. Cái chuyện gì mà được khoảng 10 cái miệng mà nó nhắc tới nhắc lui đó là chuyện xưa, chữ cổ. Dễ nhớ lắm, dễ nhớ lắm, đó là chữ thập, phải không?
ở dưới là chữ khẩu, chữ khẩu mình cứ mình dốt nhốt mình cứ tưởng tượng nó là cái hình vuông đi là được rồi, không à, mà cái chuyện gì mà nó được truyền qua truyền lại khoảng 10 cái miệng đó, là nó thành ra là chữ cổ, chữ cổ. Thì ở đó, thế giới này là cái sự gọi là trao truyền và tiếp nhận. Tôi có thể khẳng định toàn bộ cái nền văn minh của nhân loại nó chỉ là một cái hành trình của trao truyền và tiếp nhận thôi. Đấy. Tức là kẻ trước nói cho kẻ sau, cứ thế mà nó làm nên cái nền văn minh, dầu đó là triết học, văn hóa, tôn giáo, là chính trị, là bất cứ một cái lĩnh vực nào trên thế giới, dầu đạo học hay là khoa học hay là nghệ thuật, tất thảy đều là cái hành trình của những của trao và nhận. Đấy. Cái vấn đề đấy, cái kẻ trao ấy không phải kẻ nào cũng giống nhau, và cái trình độ người nhận ấy không phải lúc nào cũng giống nhau, và đây chính là cái đỉnh điểm của tất cả vấn đề. Đấy. Cái kẻ trao ra có nhiều kẻ họ trao châu ngọc, quý kim bảo thạch, nhưng có người họ trao ra toàn thuốc độc không mà. Và kẻ nhận cũng vậy, có nhiều khi người ta trao cho mình quý kim bảo thạch, nhưng mà mình cái cách đón nhận của mình không biết, mình mới diễn dịch nó theo cái hướng của mình, lấy là cái chậu vàng mà đi đựng phân đó, cái dạng cũng có nữa. Đấy. Cho nên chuyện đầu tiên Đức Phật ngày xác định rằng thế giới này đó là thế giới của trao và nhận, và mình là người nhận mình phải cẩn thận. Cẩn thận là vì sao? Cái anusapana này có nghĩa là gì? Là nghe nói qua nói lại, mà nghe nói qua nói lại. Ở nhà có chuyện buồn, rồi cái nghe ai đó nói lên miễu bà đề, lên miễu bà chú xứ cầu linh lắm, nghe nói có cái chùa nào nó linh lắm, nghe nói có ông thầy bói, thầy bùa, phong thủy gì đó linh lắm, nghe nói qua nói lại vậy nó rồi chạy theo, mới gọi là anusapana. Còn cái thứ hai là paramparaya, là cái anusapana có thể là cái tạm thời, nói qua nói lại mình tạm thời thôi, nhưng mà cái paramparaya ở đây nó là cái mà nó đã đi vào trong dân gian lâu ngày, chẳng như là thành ngữ, tục ngữ, ca dao. Thì cái đó nó cũng có một cái sức hút lớn lắm, và tự nó có một cái sức thuyết phục, và nó được xem là mặc định đó. Có nghĩa là cái gì thì được nói, được truyền khẩu lâu đời đó, nó cũng trở thành ra một thứ tôn giáo, một thứ kinh điển dân gian, chứ không phải không. Nhớ cái đó. Ví dụ như sẵn bữa nay tôi phan ra, tôi nói ra một vài chuyện mà có thể làm sốc bà con, tôi cũng phải nói, không? Ví dụ như là nhiều cái câu mình học được từ trong chùa hay là học ở ngoài xã hội, hồi đầu á, lúc đầu á, nó là cái câu, nghe cho kỹ nè, lúc đầu nó chỉ là cái câu tiện miệng người ta nói, à, người ta tiện miệng người ta nói, rồi lâu ngày nó được nhắc đi nhắc lại, cái nó thành ra là suông miệng, nhắc tới là nó suông miệng, nói là phải có câu, có ca, có kệ. Từ cái tiện miệng nó chuyển qua cái suông miệng, và cuối cùng nó trở thành ra là cái câu cửa miệng là chết rồi. Thí dụ như đây là những cái câu mà tôi xin bà con cẩn trọng, những cái câu mà từ cái tiện miệng nó chuyển qua cái suông miệng, sướng miệng, và cuối cùng trở thành câu cửa miệng. Đấy. Đó là đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Cái câu này nguyên thủy thì nó chỉ có cái nghĩa đó là nhân quả thôi. Nó nhắc lại cái định lý nhân quả này, thế giới này nó là một cái hành trình thừa tiếp. Đấy, thừa tiếp tức là mình để mình mỗi người đến và đi để lại một cái di sản gì đó, thì đời sau sẽ theo đó mà tiếp nhận truyền thừa. Đấy, những gì mà mỗi người dựa vào đó mà sống được thì cũng được truyền lại từ thế hệ trước. Và dầu muốn dầu không thì khi chúng ta tắt thở, chúng ta cũng để lại cái gì đó hoặc tốt hoặc xấu cho người đời sau đó. Cái câu mình đời cha ăn mặn, đời con khát nước, phải hiểu như vậy thì nó chuẩn quá. Mà đằng này bị người ta hiểu lệch, và khổ thay là cái lệch đó lại được gọi là kế thừa bền bỉ, bền vững. Này, đó là người ta hiểu là đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Ví dụ như cha mẹ mà thất đức ấy, thì con ăn cho hết. Này, và từ đó nó mới đẻ ra câu thứ hai, đó là gái nhờ đức cha mà trai nhờ đức mẹ. Mấy câu này nó là câu cửa miệng. Đấy. Thấy nhỏ đó, nó hồng nhan bạc phận, lận đận trưng chiên, thì nó rồi chắc tại già nó cha già nó thất đức. Nhưng mà rồi nó suông miệng từ cái tiện miệng của ai đó, họ nói nó trở thành là cái suông miệng của người sau, và cuối cùng nó trở thành câu cửa miệng. Mà cái đó là bậy vô cùng.
Làm sao mà có cái chuyện đời cha ăn mặn mà đời con khát nước được? Ai làm mới chịu chứ. Phải hiểu như kiểu hồi nãy tôi nói đó, nó chỉ mang cái tính nhấn mạnh, nó chỉ nhấn mạnh cái tính nhân quả đó thì được. Nhưng mà mình hiểu thì nghĩa đen làm được, cái câu đó hiểu thì nghĩa bóng thì ok. À, nhưng mà hiểu thì nghĩa đen là sai. Và cái càng bậy hơn cái câu người gái nhờ đức cha mà trai nhờ đức mẹ đó, có nghĩa là bố mẹ sống sao để đức lợi cho con đó, tôi tuyệt đối tôi không đồng ý cái đó. Bởi vì mình thấy rõ ràng là bà Maya bà và vua Tịnh Phạn làm sao bì được với Đức Thế Tôn không? Phụ vương bà mẫu hậu của Ngài A Nan làm sao mà bì được Ngài A Nan không? Rõ ràng có người, mỗi người có nghiệp riêng, và thân phụ phụ vương á, phụ vương của ông đề bà Đạt Đa đó sanh ra mấy người con, mình thấy bà Gia Du của bà hoàn toàn bà không có giống ông đề bà Đạt Đa, mà ông đề bà Đạt Đa không có giống bà Gia Du, mỗi người một đường mà nhớ nha. Cho nên mình cứ khư khư mình nói là đời cha mặn đời con khát nước, hay là gái nhà đức cha trai nhà đức mẹ, rồi cái đó mệt lắm không? Nó cái đó mình phải hiểu sao mà cho nó an toàn ấy, chứ còn hiểu lơ mơ nghe nó kỳ lắm không? Rồi chưa nữa nó còn mấy câu mình nghe mình thấy đã lắm, nhưng mà nó chỉ nó phải xét lại là nhất nhân hành đạo cửu huyền than, tức là trong dòng họ có một người mà tu hành cho nó ngon lành đó là cửu huyền coi như siêu hết. Các vị nghĩ có chịu nổi không? Ông ăn ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, ai ăn nấy no, chứ làm gì có chuyện mà nhất nhân hành đạo cửu huyền than mà cứ này cứ cứ truyền cái câu đó, truyền cái câu đó mà tưởng là hay này. Chưa đâu, còn trong chùa, có nhiều có những cái buổi lễ đó, treo những cái băng rôn to đùng đó, rồi bà con cứ theo đó mà xì sập tin tưởng và truyền đời mấy cái câu đó, coi mấy câu đó giống như lời Phật vậy đó. Tại vì treo trong chùa mới là lời chú á. Ví dụ như là phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, biết bà con có thấy câu đó không? Vô chùa hay thấy câu đó. Nhưng mà lẽ ra trong kinh có cái câu khác nó hay dễ sợ mà tại sao quên, mà Phật giáo mới trải qua có 2565 năm mà cái câu của Phật bị người ta quên mất rồi. Người ta lại nói câu đó, phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Mà đôi khi đó trước khi Đức Phật tịnh Ngài nói sao ta? Thực hành là dạy của ta, là cúng dường ta. Đấy. Mà bây giờ qua cái câu là phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, thế là bùng phát phong trào, mà có lẽ là tệ nạn. Từ đó với tôi nó vừa là phong trào mà vừa tệ nạn, là tăng ni bắt đầu đi làm từ thiện. Nó chết chỗ đó. Từ cái chỗ mà phục vụ chúng sinh ấy, là cúng dường chư Phật, là bắt đầu nó dẫn qua cái chỗ bây giờ tăng ni. Tôi khó chịu, tôi nhìn mấy bà sư cô mà bồng con nít tôi khó chịu lắm. Chung quanh là lũ khủ mấy chục đứa, rồi bồng cho bố, rồi bà bố bình á cho bố bình, rồi nựng nịu, rồi có nhiều bà trước thì cái camera còn hút hít rồi tùm lum, nhìn nó ngán quá. Cái đó sai rồi, phải đi quá xa rồi mà cứ trên danh nghĩa là từ thiện mà như vậy là quá xa. Tăng đó, tôi có thấy tăng đó, có những vị tăng bồng ẩm cơ sở từ thiện đó quá xa, và nói rằng phục vụ chúng sinh là cúng dường chư Phật. Rồi chưa, còn nữa Du Lan quất cho một cái băng rôn to đùng thế này, hạnh hiếu là hạnh Phật. Cái câu đó quá hay, và nó hay một cách nguy hiểm. Là vì sao? Là vì trong gọi là toàn bộ kinh điển, đúng Đức Phật có nói đến cái chữ hiếu, nhưng mà ở một cái chữ hiếu cái vị trí nó rất là hạn chế, rất là khiêm tốn. Mà cái mà Ngài nhấn mạnh đó, đó là tánh tri ân. Tánh tri ân. Ngài dạy rằng này, các tỳ kheo có ba cái hạng người sau đây rất là khó kiếm. Một là Đức Như Lai chánh đẳng chánh giác, đó là cái hạng người khó kiếm. Cái hạng thứ hai là cái hạng tuyên thuyết chánh pháp một cách đúng đắn, đem lại lợi cho chúng sinh, đem lại lợi cho người nghe, thuyết đúng pháp và thuyết bằng từ tâm. Cái hạng này rất là khó kiếm. Và cái hạng thứ ba là người có lòng tri ân. Ngày tôi còn bé đó, tôi đọc đó, tôi không có hiểu. Tôi chỉ hiểu được có một cái thôi, đó là Đức Phật là khó, gọi là của hiếm khó tìm, đúng tôi tin. Nhưng mà cái người thuyết pháp, tôi nhìn qua tôi thấy tăng ni Phật tử ai thuyết pháp được hết, nhưng mà không, thuyết đúng pháp và cái động cơ mà thuyết giảng đó, nội dung là phải đúng, mà động cơ đó là phải lành, mà nội dung là phải đúng, phải sâu,
mà động cơ phải làm đây là chỉ thuần túy là vì từ tâm này, bất vụ lợi, bất cầu danh. Hạng này khó kiếm. Và cái hạng thứ ba tôi còn hoang mang dữ dội nữa, là tại sao cái người có lòng tri ân là khó kiếm, mà khi bây giờ tôi già tôi mới thấy chúng ta giàu có được ăn học, có được giáo dục, chúng ta có được xã hội công nhiên, nghĩa là mặc nhiên mà nhìn nhận là trí thức là người làm gì đây nữa, nhưng mà cái là bản chất vong ơn của mỗi người đó là cực lớn. Tôi đã nói 1000 lần rồi, cái bản chất vong ơn của chúng ta cực lớn đấy. Cho nên cái chữ hiếu nó cũng nằm ở trong cái chữ tri ân. Cái lòng hiếu đạo đối với cha mẹ đó, cái hiếu đạo đối với cha mẹ đó chỉ là nó chỉ là một mảnh của cái lòng tri ân thôi. Tri ân là gì? Tri ân là ai đó đã đem lại cho mình về vật chất chỉ là một viên thuốc, một vá cơm, còn về tinh thần là một pháp thoại hay là một câu nói mà có thể chuyển hóa này được cái tâm tư, cảm xúc, tâm trạng và đời sống của mình này, cho nó tốt hơn. Đó, vậy đó, chia sẻ cho mình những lúc vui lúc buồn mà chia sẻ theo cái tinh thần hướng thượng tích cực, chứ không phải là cùng nhau ôm nhau rồi chia đôi giọt nước mắt cùng bi lụy thì sai nha. Cho nên ấy là có ba hạng. Cái hạng thứ ba đó, cái hạng mà tri ân là khó tìm, thì mình thấy là cha mẹ đó thì nuôi con, thương con, lo con, rồi không có hạn chế ngày tháng và công sức tốn kém, lại không, cha mẹ không có hạn chế ba cái vụ tốn kém bao nhiêu công sức, bao nhiêu thời gian, bao nhiêu cha mẹ không có mẹ. Nhưng mà con gái mình nuôi dưỡng cha mẹ thì không có được như vậy. Cha mẹ mà lơ mơ là con nó bỏ, nó giận, nó nhiều cách để giận lắm. Nó vì vợ nó, vì chồng nó, vì con nó, vì gia tài của nó bỏ cha mẹ là chuyện bình thường. Một mẹ nuôi được 10 con chứ còn 10 con chưa chắc nuôi được một mẹ. Đó là cái chuyện hạnh. Cho nên đúng, cái hạnh hiếu là cái hạnh mà Đức Phật ngài tán thán. Nhưng mà khi mình lăn nó lên thành một công thức là hạnh hiếu là hạnh Phật, rất nhiều người hiểu lầm tưởng là đạo Phật chỉ có một chữ hiếu là sai. Chữ hiếu nó chỉ là một mảnh vụn, một mảnh nhỏ của cái lòng tri ân thôi. Mà tôi nhắc lại, đối với phàm phu mình, cái bản chất vong ân cực lớn. Tôi đã nói rất là nhiều lần, tôi mỗi ngày cho các vị 10.000 đô la mỗi ngày đó nha, và tôi hầu hạ các vị như là ông cố nội của tôi suốt 10 năm như vậy. Mỗi ngày cho 10.000 xài chơi, tối rồi ngâm là làm nguyên thao nước nóng, rồi bỏ thuốc bắc vô ngâm chân, rồi so bóp, rồi nấu sâm, nấu yến, nấu lọc nhung cho uống, rồi cơm hàu, bưng cháo, nước rót đầy đủ, không, đút tận họng. Nhưng mà sau 10 năm đó, đến năm thứ 11, tôi không lo cho quý vị nữa, mà tôi chuyển qua tôi lo người khác. Thì quý vị nghĩ cái lúc đó, 10 năm vừa qua, nó trở thành là sương khói. Các vị lúc chỉ lo ghét tôi thôi, lúc đó lo ghét. Hồi đầu thì người nào hiền á thì buồn, tiếc, không? Nhưng mà đa phần là lúc là chuyển qua giận. Mình tốt với nó 10 năm mà chỉ cần mà mình không tốt với nó nữa là nó chuyển qua, nó quên sạch. Đó là cái bản chất của phàm phu. Cho nên đối với đạo Phật ấy, nãy giờ các vị thấy có mấy câu mà tôi trích dẫn ấy, là bà con thấy đó là mình toàn là chạy theo cái gọi là cái gì ta, cái truyền khẩu truyền thuyết là vậy đó. Cứ đè hiểu sai không mà. Đúng ra cái hạnh hiếu đó nó là một phần nhỏ của tri ân ấy, mới là quan trọng. Đó, tri ân nó mới là quan trọng. Và tri ân nó chỉ là một phần của cái gọi là Phật Pháp thôi. Còn đây là mình rút ra một mẩm nhỏ của tri ân và mình nâng nó lên thành cái đạo lý của Phật Pháp thì là kẹt lắm, phải không? Đó, chưa còn nữa. Dẫu xây chính bậc phù đồ, không bằng làm phúc cứu cho một người. Nhiều người họ mê câu này lắm, bởi vì họ lấy đó làm cái cớ để khỏi đi chùa, không? Nhưng mà cái câu này phải hiểu một cách cẩn thận. Hiểu sao ta? Bỏ tiền bạc tỷ ra cắt 5-7 cái chùa chỉ để cầu danh thôi, và vì tình riêng với ai đó, hoặc là chỉ để cầu danh thôi, thì không có bằng lặng lẽ âm thầm cứu mạng một người. Đó là như vậy. Bởi vì đa phần ấy là người ta làm phước, ta chỉ muốn trường cái mặt ra cho mọi người biết mặt không mà. Cho nên là làm công đức mà rần rộ rộ đó, thì không có bằng âm thầm lặng lẽ là chỗ đó đó. Chứ còn không thể nào mà chúng ta biết Phật Pháp mà chúng ta đem cái phước này mà đem so với phước kia, cái đó trật lắc. Ví dụ như bây giờ
đi quét chùa, mình hỏi quét chùa với là thắp hương cái phước nào nhiều hơn thì cái đó là bậy. Bởi vì quét chùa đó là chuyện khác, mà thắp hương lạy Phật đó là chuyện khác. Cứu mạng người đó là một công đức khác, mà xây chùa đúc tượng in kinh đó là công đức khác. Cho nên không thể nào mà nói là dẫu xây chính bằng phụ đồ không bằng làm phước cứu cho một người. Nếu mà nói như vậy thì tôi dẹp cha mấy cái chùa đi, không ăn rồi cứ lo đi từ thiện mấy cái chỗ mà già cả neo đơn trẻ con mồ côi là được rồi, thấy chưa? Đặng, mấy cái mà nó đã đi vào trong dân gian rồi đó thì cái đó phải cẩn thận. Này, cẩn thận, nói nhiều lắm quý vị, nói nhiều. Thì tôi trích dẫn một vài điểm để bà con cẩn thận, đừng để những cái câu nói lúc đầu nó chỉ là tiện miệng, sau đó su miệng, và cuối cùng nó trở thành câu cửa miệng là chết rồi. Đó là câu cửa miệng bung ra là bật ra y chang có nhiều đó, không có gọi là kế phường thừa mà không có phê phán, nó kẹt lắm. Không? Rồi nữa, chớ tin vào cái điều gọi là cái tiếp theo, nó là đừng tin được cái điều đó chỉ vì cái đệt là truyền tụng ý tiếng kriya giá là sao. Ví dụ như có biết bao nhiêu người hôm nay, cứ tin chúng ta là con rồng cháu tiên, tin cái vụ sơn tinh thủy tinh đó, tin cái vụ âu cơ trăm trứng ấy. Thì có một số trẻ con á, thì được, có những đứa trẻ con nó tin cái đó thì được. Nhưng mà người lớn tuổi, tôi không có bôi bác cái lịch sử Việt Nam nha, đừng có mà đem tôi ra ném đá thì oan lắm, phải không? Mà tôi chỉ ví dụ, tôi chỉ trích dẫn thôi, chỉ trưng dẫn thôi. Có nghĩa là có rất là nhiều điều nó đã đi vào trong cái truyền thuyết, truyền tụng một cách chính thức rồi. Tương truyền đó, cái kia đó là tương truyền. Cái kia giá có nghĩa là được nhiều thế hệ nhắc tới, nhắc lui như vậy đó. Thì mình cẩn thận là bởi vì một cái thông tin, tôi xài với thông tin, một information mà nào đó nó có lý do để nó xuất hiện ở đời, và nó cũng có lý do để nó tiếp tục được lưu truyền, được tồn tại ở đời. Nó có chứ không phải ngẫu nhiên mà nó xuất hiện, mà cũng phải ngẫu nhiên mà nó được tồn tại. Nhưng mà cái trách nhiệm của một người có lý trí là gì? Là hãy tìm hiểu tại sao mà cái truyền thuyết đó nó còn tới bây giờ. Có nhiều cái truyền thuyết nó chỉ thường tí là nó gắn liền với cái lòng ái quốc. Nó được truyền tụng là bởi vì nó dính líu đến quan điểm chính trị, và được một thế lực nào đó người ta cố ý, người ta tìm cách là bảo lưu duy trì nó để phục vụ cho một ý đồ chính trị, một cái dụng ý văn hóa nào đó. Hoặc có nhiều khi nó vì nó thơ mộng, vì cái cảm tính của dân gian mà nó được giữ lại. Chẳng hạn như hôm nay ai đi sang Trung Quốc thì thấy cái chùa Hàng Sang mà ở Hàng Châu nó nhỏ xíu bằng cái lỗ mũi thôi, nhưng mà nhờ nó gắn liền với cái bài thơ mà của Trương Kế, bài Phong Kiều Giả Bạc, thế là cái bài đó, cái chùa nó trở nên nổi tiếng. Và chúng tôi có đặt chân tới đó thì cái nó cũng hơi có tí tí, nó có tí tí thơ mộng là bởi vì nó nằm cạnh cái bờ sông, đúng. Nhưng mà nó nhỏ về cái quy mô kích thước và cả cái kiểu dáng kiến trúc thì nó không có đủ để gọi là nâng lên cái hàng gọi là danh lam như là nhiều người hiểu lầm. Rồi như cái Hoàng Hạc Lâu ở Vũ Hán, cái là quê hương của Covid-19 ấy. Thì nó do cái bài thơ Hoàng Hạc Lâu mà của Thôi Hiệu, và sau đó là nhờ hai cái câu thơ của Lý Bạch, nhãn tiền hữu cảnh đạo bất đắc, Thôi Hiệu đề thi tại thượng đầu. Tức là thì trước đây thì Lý Bạch, Thôi Hiệu đến nó làm một bài thơ Hoàng Hạc Lâu quá nổi tiếng. Bởi vì sao thì tương truyền Lý Bạch có đến đó thấy cảnh đẹp, có muốn làm thơ, nhưng mà ông cứ ngồi uống rượu khà 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 mà không có làm. Bởi vì theo truyền thuyết, đương nhiên là truyền thuyết nữa, người ta nói rằng ổng quá nổi tiếng, bây giờ ổng làm bài khác mà không hay bằng Thôi Hiệu thì nó cũng bể mặt quá, mà thêm mệt mỏi đó, thôi kệ, ổng đành phán hai câu thôi. Tức là nhãn tiền hữu cảnh đạo bất đắc, Thôi Hiệu đề thi tại thượng đầu. Trước mắt có cảnh đẹp mà nó không được là bởi vì ở đây đã có, trên đầu đã có thơ Thôi Hiệu rồi. Chính vì những cái truyền thuyết này mà nó làm cho cái Hoàng Hạc Lâu ở Vũ Hán, chùa Hàng Sơn ở Hàng Châu được nổi tiếng chỉ vậy thôi. Và lâu ngày nó trở thành ra là một cái truyền thuyết. Hoặc như ở Việt Nam mình có thấy vua Trần Nhân Tông, rồi có Trúc Lâm Yên Tử, rồi có cái bức tượng đá Sinh được truyền
Đó, đó cái tảng đá đó đứng vậy đó rồi nó đó là Yên Kỳ Sinh, một đạo nhân người xưa, hoặc là một cái tảng đá hay dựng dựng ở Bình Định gọi là, hoặc là một tảng đá dựng dựng ở Đồng Đăng, ở địa đầu đất nước mình đó, ở Lạng Sơn, gọi đó là Hòn Dụng Phu. Và bao nhiêu thế hệ hệ cái đến huyện Phù Cát Bình Định đi xe mà quốc lộ ngó vô thấy có từ có cái tảng đá mà nó hơi thon thon, nó dựng dựng nó là cứ là tin nó là Hòn Dụng Phu. Thì đương nhiên thì nhiều người lắm, 99% là biết đó là truyền thuyết, nhưng mà khi nó đã in sâu vào óc của mọi người thì người ta cũng muốn giữ nó lại. Vì sao? Vì nó thơ mộng. Đấy, như vậy tôi nhắc lại lần nữa, có những thứ thông tin mà nó do một cái điều kiện đơn giản nào đó nó xuất hiện, và cũng vì một lý do nào đó nó được lưu truyền ở đời, chỉ vậy thôi. Hồi nãy tôi nói nhiều khi do một cái thế lực nào đó họ cố ý họ rao giảng tuyên truyền để cho nó trở thành ra là một cái thứ gọi là công thức nguyên tắc ở đời. Rồi có nhiều khi chỉ vì nó thơ mộng, nó gần gũi với cái tâm tình của dân gian mà nó được người ta giữ lại ở đời như là một cái giống như là một cái công thức, một cái đạo lý vậy đó. Và cái trách nhiệm của một người có trí là phải cẩn thận với mấy cái đó. Ok, nhắc nhở nó như là một cái thứ gọi là điển cố điển tích vui thì được. Dùng nó là làm cái nền để mà diễn dịch một cái vấn đề nào đó thì ok, nhưng mà lấy nó làm nền tảng nghiêm túc thì cẩn thận. Cẩn thận cái nó rất là quan trọng. Rồi tiếp theo, chớ có vội tin những cái gì mà qua lý luận suy diễn. Thí dụ như mình thấy bên Pháp có một câu chuyện được kể hoài, là vào thế kỷ thứ 16, 17 gì đó, có một nhà sinh vật học, ông đem một cái con cào cào ông bỏ vô trong cái lọ, rồi cái ông gõ nó nhảy tưng tưng lên. Cái ông để trong cái lọ rồi ông búng gõ vô trong cái lọ đó thì con cào nó nhảy. Thì ông mới ghi thế này: thính giác của cào cào nằm ở đôi chân. Xong rồi ông mới đem con cào cào rồi ông bẻ hai cái chân sau đó, ông gõ nó không có búng, không có nhảy nữa. Cái ông ghi thêm: vì thính giác nằm ở hai chân sau nên khi bẻ đi hai chân này thì con cào cào không còn nghe được nữa. Cái gì này có không cũng cần biết, nhưng mà nó có cái lý rõ ràng là khi còn hai cái chân sau á thì gõ vô thì nó còn búng tưng tưng vậy đó. Rồi khi mình bẻ hai cái chân mình thấy nó không còn búng, thì rõ ràng là cái thính giác nó nằm ở hai cái chân chứ nằm đâu. Thì phải cẩn thận, cái nhiều khi mình suy diễn thấy nó hay nhưng mà chưa chắc đâu. Chớ vội tin qua lý luận suy diễn, chớ vội tin bởi vì nó chỉ vì những diễn giải tương tự, có nghĩa là nghe nó giống với cái mà mình thấy hợp lý. Rồi chớ vội tin qua những đánh giá hời hợt những dữ kiện. Các vị nhớ cái bà gì ta, cái bà Eleanor Roosevelt, đó là Eleanor Roosevelt, là vợ của ông tổng thống Roosevelt của Mỹ. Bà có một câu mà tôi rất là thích, mà nói những cái đầu óc mà vĩ đại đó, thì người ta chú ý đến những cái vấn đề, còn những cái chú ý cái vấn đề, còn những đầu óc bậc trung thì chú ý con người, còn cái đầu óc tầm thường là chú ý qua dữ kiện. Cái câu này rất là sâu. Dữ kiện cái là cái gì mà là chú ý cái vỏ ngoài thôi. Có vỏ ngoài thôi, chú ý dữ kiện. Ví dụ như là thấy lễ dân ê, dân như là rồi đi theo, thấy ta làm sao làm vậy. Thấy người ta có phong trào tụng kinh cầu giảng sanh, ăn chay cũng dân. Thấy người ta có áo tràng lần chuỗi rồi cũng dân đi theo. Thì là họ đi theo cái sự kiện, cái chỗ nào thấy dân, thấy ông giảng sư nào có đông người bu theo, ca sĩ nào có đông người bu theo thì họ chạy theo cái đó, là họ chạy theo cái sự kiện thôi. Còn cái hạng bậc trung á, thì chạy theo con người. Chạy theo con người. Còn cái người này là ai? Ca sĩ đó, diễn viên đó như thế nào? Ông giảng sư, ông pháp sư, ông thiền sư đó ra sao? Đấy. Rồi còn cái bậc thượng thừa đó, là họ không có quan tâm dữ kiện, họ không quan tâm con người, mà họ quan tâm cái vấn đề. Đấy. Cái ông pháp sư đâu vậy? Ông thiền sư đó đúng. Ông giỏi thiệt, ông nổi tiếng thiệt. Nhưng cái bài giảng hôm qua đó là tuyệt, mà bữa nay thì quá tệ. Mình phải có cái gan đó. Còn cái hạng đầu tiên là nó tập trung dữ kiện, ở đâu mà thấy rần là nó theo. Rồi cái hạng thứ hai thì khá hơn chút, nó không bị cuốn hút bởi cái rần, nhưng mà nó bị cuốn hút bởi con người. Có nghĩa là ai nổi tiếng thì bây giờ người đó ho hay là đánh rắm vẫn là
ghi âm về nghe lại cho có phước. Đấy. Nhưng mà cái hạng thứ ba là khác. Hạng thứ ba là không. Dữ kiện không quan trọng. Cái event không quan trọng. Cá nhân con người đó cũng không quan trọng. Mà cái quan trọng là từng buổi giảng, từng đề tài, từng câu nói, từng phân tích, từng cái gọi là mổ xẻ. Có thể hôm qua mình mê ổng, nhưng bữa nay không, bữa nay ổng nói nghe được. Gọi là đầu buổi giảng này nè, ổng nói ba câu nghe được, một câu nghe không được. Phải có cái gan thấy như vậy. Đấy, phải có cái gan đó. Còn đằng này á, là chúng ta nó bị vô cái này nè, bị vô cái gọi là tắt cái hệ tu na ya hệ tu a ka ra cái bắt kia nó. Có nghĩa là cứ dựa vào những cái mình thấy cái bộ được cái ta. À, thấy được á, cứ mơ hồ như vậy, nó thấy nó giống giống như cái mình đã biết là không được, phải không? Rồi cái này mới đặc biệt nè, Dittinicha Makhantiya, có nghĩa là cái kiến thức nền. À, mình tin cái điều đó chỉ vì nó giống kiến thức nền của mình. Mà các vị thấy mà, cái kiến thức nền của mỗi người nó không có giống nhau. Kiến thức nền của cái người tốt nghiệp đại học nó không có giống kiến thức nền của anh Tú Tài tốt nghiệp cấp 3. Đấy. Mà cái anh mà tốt nghiệp đại học, anh tốt nghiệp ngành nào? Computer. Hay là bên quản trị kinh doanh, hay là anh tốt nghiệp bên là ban giao quốc tế, à, hay là anh tốt nghiệp bên đại học công an, đại học bên hỏi là học bên luật, là bên vật lý, thì mỗi cái tốt nghiệp đó nó đều là kiến thức nền của một người. Chưa kể cái bối cảnh gia đình, cái gia đình nó quan trọng lắm. Bố mẹ anh chị em cô dì chú bác chú cậu bảo dưỡng của mình ấy, ở gần họ là họ đã đóng góp một phần không nhỏ vào cái gọi là kiến thức nền của mình. Đấy, họ có tác động không hề nhỏ lên trên cái nhận thức của mình. Đấy. Rồi bây giờ cộng với trường lớp, sách vở, báo chí và cái môi trường làm việc hiện tại. Bây giờ mình đang làm ở công ty, hãng xưởng, xí nghiệp nào, mình thường xuyên gặp gỡ ai, hãy cẩn thận cái đó. Tất cả những cái đó đều trở thành ra là một phần của cái gọi là kiến thức nền. Thế là trên cái nền ấy, mình đi vào đời, mình gặp ai, nói gì, đọc trang sách nào mà thấy nó thuận ứng. Đấy, nó thuận ứng, nó ăn khớp với kiến thức nền của mình bèn cho nó là chân lý. Và cái nào nó hơi khăn khác cái nền của mình đó, thì mình bèn phán nó là sai. Mà mình quên rằng cái nền của mình vốn dĩ nó đã có vấn đề. Nhớ cái đó, vốn dĩ nó đã có vấn đề. Mà mình không màng cái đó, cái đó là Dittinicha Makhantiya là vậy đó. Cẩn thận cái đó. Và cái điều tiếp theo đó là chớ vội tin chỉ vì điều đó nghe như hợp lý. Là vì sao? Trong chú giải như thế này là bởi vì đó là có một cá nhân nào đó mình đã có cái cảm tình rồi, mình có cái hảo cảm rồi, thì người đó phán cái gì mình thấy nó cũng có lý hết. Mình nghe qua mình thấy nó có lý. Có lý là bởi vì cái lý đó nó dựa trên những cái hình thức ngoại duyên. Có nghĩa là cái vẻ ngoài, đó là cái cách ăn nói đó, mặt mũi đó, cái bối cảnh, cái không gian đó, toàn là vẻ ngoài không. Nó cho mình một cái cảm giác là cái này nghe được. Đó. Ví dụ như bây giờ các vị tưởng tượng là có những cái điều mà các vị nghe ở trong cái sân chùa Việt Nam Quốc Tự, Ấn Quang, Xá Lợi Vĩnh Nghiêm, Già Lam, Dược Sư. Mình nghe nó hơi có khó chấp nhận. Nhưng mà bây giờ cũng vấn đề đó, mà tôi bê nó, tôi đem ra cái không khí của chùa Trúc Lâm Yên Tử, chùa Bái Đính, chùa Ba Chúc, chùa Ba Vàng, ở Tràng An Bái Đính, giữa cái cảnh mà trời nước bao la của Ninh Bình ấy, thì ở đó mình lại thấy được, mình thấy chỗ mình thấy dễ chấp nhận. Tôi có biết một cô Phật tử, mang tiếng là Phật tử, nhưng mà cổ chỉ là gặp Phật thì cổ chỉ có thắp nhang thôi, chứ không biết giáo lý, không biết cái gì hết. Thậm chí cổ còn của coi cái Phật giáo giống như là cái điểm hợp mặt đồng hương, coi cái chùa là điểm hợp mặt đồng hương nhiều hơn là cái điểm tựa tâm linh. Có một lần đó cổ lớn tuổi rồi, có một lần nó cổ buồn, nó cổ với bạn bè rủ đi du lịch Ấn Độ Phu Tăng chơi. Thì cổ đi về thì Florida có gặp tôi tại nhà của đó. Cổ nói khi mà cổ đứng giữa cái núi rừng của Phu Tăng, cổ mới thấy Đức Phật có thiệt, luân hồi có thiệt, nhân quả báo ứng có thiệt, và kinh Phật tin được.
mà chỉ vì là cái bối cảnh núi rừng của Phụ Tăng, tôi nghe tôi giật mình á. Rồi còn có người đó là họ phải đi là đến thánh tích Ấn Độ, chỗ Phật thành đạo, Niết bàn, đảng sanh đó, thì họ mới có cái xúc động và quyết định theo Phật. Đấy. Có người đó là họ phải nhờ đến một cái bối cảnh, ví dụ như là một cái bối cảnh, ví dụ như là cái con người, cái vị mà giảng sư đó mặt mũi ra làm sao, mặt mũi ra làm sao, giọng nói ra làm sao, cái diễn xuất nó ra làm sao, cộng hết cái có nó lại mà cái bối cảnh đạo tràng đó quý vị này, rồi cộng hết cái là họ mới bèn tin, thấy cái đó tin được này, tin được. Nhớ cái này cẩn thận. Rồi cái cuối cùng là chớ vội tin chỉ vì cái người mà nói ra cái điều đó là cái người mà xưa giờ mình vẫn xem là sư phụ. Cái này kẹt lắm nha, cái này kẹt lắm. Bởi vì cái tình trạng đáng buồn của Phật giáo đồ đó, nghĩa là tín đồ tăng ni Phật tử hôm nay đó, là chúng ta đang rơi vào một cái bi kịch, đó là coi trọi tổ hơn Phật và coi lệ nó hơn luật. Đó, coi tổ hơn Phật là sao? Có nghĩa là mình cứ theo sư phụ xong rồi cứ mở miệng ra là sư phụ nói thế này, sư phụ nói thế kia. Chứ còn kinh điển thì mình không có trích dẫn tổ. Thí dụ như cho phép tôi nói cái này dễ hiểu lầm nha, dễ hiểu lầm tôi chỉ ví dụ thôi. Có rất là nhiều người thích trích dẫn Hòa Thượng Nhất Hạnh Làng Mai, có người thích trích dẫn Hòa Thượng Trí Quảng, có người thích trích dẫn Hòa Thượng Thanh Từ, có người thích trích dẫn Hòa Thượng Thiện Siêu, có người thích trích dẫn Hòa Thượng Nhật Từ, Hòa Thượng gì đó, miền Nam Trung Bắc gì đó. Coi như là mỗi một vùng miền, là mỗi địa phương thì người ta có những cái vị sư phụ. Và ngay cả bên Thiền Tông cũng vậy, là các vị đọc các sách ngữ lục của Phật giáo Bắc truyền, các vị thấy toàn là thiền sư không à, Phật chỉ là một bóng mờ sa mạc thôi. Họ chỉ thích trích dẫn sư phụ thôi. Người đời này thích thờ tổ hơn thờ Phật, và thích lệ hơn thích luật. Coi cái lệ nó nặng hơn cái luật là sao? Cái là luật tức là cái mà được Đức Phật ban hành, quy định, chế định, thì họ thờ ơ. Mở thêm cái lệ, tức là sư phụ hồi xưa nói như vậy đó, cái chùa này là như vậy đó, cái địa phương này nó như vậy đó, họ theo cái đó. Và cái điều này nổi bật là ở mấy xứ Quốc giáo. Các vị có về Thái, về Miến Điện, Tích Lan tôi chưa có tới, nhưng mà Thái, Miến Điện là cái lệ nó quan trọng lắm. Cái lệ có nghĩa là cái lề thói ở địa phương ấy. Thì dĩ nhiên ở hai chỗ đó thì từ tăng lực vẫn được tôn trọng nghe, chứ không phải coi thường. Nhưng mà cái lệ nó quan trọng lắm. Bởi vậy người ta mới nói là pháp vua thua lệ làng. Nhưng mà bây giờ nó còn gọi là pháp vua thua lệ nàng. Cứ là nàng khóc rồi thì cái gì cũng bỏ. Nó còn thảm nữa. Nó còn thảm nữa. Pháp vua thua lệ nàng đó là càng lắm. Cho nên nó là chớ vội tin cái điều gì đó. Và chỉ vì cái điều đó được phát biểu bởi cái người mà mình vẫn xem là sư phụ, hãy cẩn trọng cái đó. Và sau cùng thì ngài đúc kết lại, chớ có vội tin, chứ ngài không có kêu là bác nha, ngài chỉ nói là chớ có vội tin, hãy cẩn trọng khi mà tiếp thu, hãy cẩn trọng, đừng có vội tin chỉ vì điều đó nghe qua có vẻ hợp lý. Điều đó trên mặt lý luận thì thấy nó rất là logic, điều đó nó thuận ứng với cái kiến thức nền của mình, điều đó là đã được gọi là thiên hạ quần chúng dân gian lưu truyền, truyền khẩu truyền tụng lâu đời. Rồi còn cái gì nữa, cái này mới đặc biệt, chớ có vội tin cái điều gì đó chỉ vì nó được truyền thừa ở trong cái thánh điển thiêng liêng này. Bởi vì sách là do con người viết mà, sách là do con người viết này. Tôi nhớ cô đã đọc ở trong internet cái câu trả lời của một vị thượng tọa, cho một câu hỏi thắc mắc rằng thì là hôm nay trên internet có nhiều ý kiến cho rằng kinh Địa Điển Bắc Tông, họ kể tên các bộ kinh không phải là lời Phật, có phải vậy không? Thì cái vị thượng tọa này đã trả lời thế này: sao không phải lời Phật? Bộ kinh nào Hoa Nghiêm, Lăng Già, Pháp Hoa, Duy Ma, kinh nào cũng có nhắc đến Phật Pháp Tăng, kinh nào cũng có nhắc tới
bát chánh đạo rồi duyên khởi rồi vô ngã vô thường thì làm sao mà không phải lời Phật? Cái câu trả lời đó theo tôi không có thuyết phục, là bởi vì tôi nhắc lần nữa, đại kỵ chúng ta là không nên bài xích ai, không? Nhưng mà tôi chỉ lấy cái câu trả lời đó là một cái trích dẫn thôi. Có nghĩa là không phải ở đâu mình thấy có cái thấp thoáng của cái chữ bát chánh đạo của tứ diệu đế mà mình phán là cái đó là Phật là kẻ. Bởi vì sao? Vì cái bát chánh đạo nó có tới 1001 cách giải thích. Chứ phải mình thấy ba cái chữ bát chánh đạo là mình nói đó là Phật thì cẩn thận. Bởi vì chánh kiến là sao? Ở mỗi chỗ giải thích mỗi khác. Đây, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp được giải thích ra làm sao? Ở mỗi chỗ mỗi khác. Cẩn thận cái đó. Chứ không phải là mình thấy để cái chữ là thuốc bắc là mình nghĩ thuốc bắc đâu cũng giống nhau, không chắc. Chỉ riêng ở trong cái vị thuốc bắc là nó khác rồi, mà mình thấy ở bị bệnh hả? Theo tôi uống thuốc bắc tốt hơn, nhưng mà mình quên rồi, ai là người bổ thuốc và những cái vị trong đó là cái gì. Nội mà người biết chút thuốc bắc, mình thấy cái hạ thủ ô nó có hạ thủ ô nam, hạ thủ ô bắc, hạ thủ ô mọc ở cái vùng nào nó đã khác rồi. Đỗ Trọng Xuyên Khung Thục Địa Trần Bì Táo Tàu Nhân Sâm Hoài Sơn Câu Kỷ, mỗi vùng nó mỗi khác hết. Đấy, nó mọc ở đâu và cái liều lượng, mà chưa kể một chuyện nữa đó là cái cách bảo quản, cái cách bảo quản của mỗi nơi nó mỗi khác. Cho nên mình đâu có quy cái chữ thuốc bắc là được, còn mình thấy ở đâu có Đỗ Trọng Xuyên Khung là giống nhau, tôi không đồng ý cái đó, không để cẩn thận. Cho nên mình nói rằng ở đâu quyển nào mà có nhắc tới chữ Phật, có bát chánh đạo, tứ diệu đế thì đó là lời Phật, đều là kinh Phật, thì tôi nghĩ mình phải cẩn trọng cái đó. Bởi vì mình thấy Thanh Thảo Vô Thượng Sư cũng nhắc tới bát chánh đạo, rồi bây giờ có cái ông Rumi Trần mà rất nhiều người Việt Nam mê, biết trong Rum ta biết Rumi Trần không? Hình như Úc, vậy dân Úc là mê ông đó lắm, ông tự nhận cũng là Phật á. Ông nói rằng ông người tu là ông phải chân thật, không được nói dối. Mà bây giờ ổng là Phật thì làm sao mà ổng từ chối được, ổng nên nhận là Phật luôn, bởi vì ổng là Phật mà. Thì mà Việt Nam mình mê ông đó lắm, mình thấy tôi nghĩ chắc ông dân Úc á, ông Kiên ông Nhân là Yến Ngọc Nhân là chắc là đệ tử ruột của thấy cái e là biết đó. Còn Việt Nam mà thôi, Việt Nam mà cái đám mà học trung là tôi nghĩ chắc đệ tử của bà Thanh Hải là tới 1 tỷ đâu, nhiều lắm. Có nghĩa là cứ thấy ở đâu có cái một nghe có cái tiếng mà có cái bát chánh đạo, có cái tứ diệu đế, đó là bèn phán đó là lời Phật. Nhưng mà mình quên một chuyện là cái khổ tập diệt đạo ở đó người ta giải thích nó ra làm sao, nhớ cái đó nha, nhớ cái đó. Và tôi nhắc lại, kinh sách là do con người chép ra mà. Đấy. Mà giả định như có bộ kinh nào đó mà mình nghe nói, cái này tôi giả định thôi nha, supposing mình giả định có bộ kinh nào đó nghe nói do đích thân ngài Xá Lợi Phất Ngạ Nan chấp bút, có nghĩa là cầm viết mà chép, thì mình cũng phải cẩn trọng. Bởi vì thứ nhất, có đúng là ngài chép hay không, à bản thân cái chuyện mà nói ngài Xá Lợi Phất ngài viết xuống đó, có đúng không, có đúng là ngài Xá Lợi Phất viết không. Thứ hai, cái bản gốc mà ngài viết đó hôm nay có còn hay không, để mà mình so sánh. Và trên cái hành trình mà đi từ Ấn Độ mà 2000 mấy trăm năm trước mà đi qua tới đây và bây giờ này ha, tới đây và bây giờ đó, thì có bị tam sao thất bổn hay không, cẩn thận cái đó, hãy cẩn thận cái đó. Và đương nhiên là chúng ta phải có một dịp nào đó chúng ta nói về cái lịch sử kinh điển, và theo cái tinh thần Phật pháp nói riêng và tinh thần khoa học nói chung, phải không? Thì cái sự tính của kinh điển Phật giáo phải được nhắc tới một cách trung thực, không có thể vì mình là bắt truyền mà mình tìm cách mình bài xích nam truyền và thổi phồng bắt truyền, và mình cũng không thể vì mình nam truyền rồi mình bài xích bắt truyền rồi mình thổi phồng nam truyền, không. Mà cái sự tính của kinh điển phải được thông qua ít nhất là 2 cái nền tảng. Thứ nhất, chú ý xem cái nội dung có ăn khớp nhất quán, ăn khớp và nhất quán với cái phần giáo lý còn lại hay không. Đó là cái nền thứ nhất, xét cái nội dung. Đấy. Cái thứ hai là trên cái nền tảng khoa học. Chẳng hạn như
khoa học bây giờ có cái ngành gọi là ngành hermeneutic, có nghĩa là cái ngành gọi là thuyên thích học hay là văn bản học này. Người ta cho mình một vài cái gợi ý rất là quan trọng, thí dụ như cái ngôn ngữ, cái cấu trúc, cái ngôn phong của cái mặt ngôn ngữ trong mỗi bộ sách, mỗi thời nó có cách nói khác, cái ngữ nghĩa ở mỗi thời nó khác. Cái tiếng Việt mà thời Nguyễn Trãi, Hàn Thuyên nó khác với tiếng Việt thời Nguyễn Du, Nguyễn Thanh Hoang, Hồ Sinh Hương. Ngay cả tiếng Việt mà có thời mà Paulus, Quỳnh Tịnh của Trương Vĩnh Ký nó khác với tiếng Việt của thời Phạm Quỳnh, Nguyễn Văn Vĩnh, rồi Tự Lực Văn Đoàn, rồi Sáng Tạo. Nhớ cái đó, nhớ cái đó. Hôm nay cái bị động tiếng Việt mà của cái Nguyễn Chánh Sắc, không? Hồ Biểu Chánh, đấy, nó khác. Cũng là dân, cũng là viết bình dân đó. Rồi tiếng Việt của Bình Nguyên Lộc, Phi Vân, Sơn Nam. Rồi sau này bây giờ là có Nguyễn Ngọc Tư, đấy. Thì mỗi thời dù là tiếng Việt bình dân nhưng mà nó có cái mùi, có cái mùi gọi là tiếng Việt xưa, xưa như tiếng Việt mà của cái quyển mà Lazaro Phiền ấy, mà tôi nói cái này bà con ghi âm lại để mình đi tìm không, gọi là tiếng Việt mà trong cái quyển mà phép giảng 8 ngày của Alexander Roth này, càng xưa nó càng kỳ nữa. Thì mỗi một cái thời này, mỗi một cái thời nó có một cái ngôn phong, có cái ngữ khí riêng. Các vị thử tưởng tượng đi, cái này tôi xin nói thiệt, tôi không có ý bài xích, tôi chỉ trích dẫn này, tôi chỉ đem ra một vài cái trích dẫn cho bà con tự xét. Đức Thế Tôn không phải là người chấp bút, không phải là một tác giả cầm viết để mà biên soạn. Chắc chắn là trong rung đồng ý với tôi chuyện đó. Đức Phật không phải là, Đức Phật là cái người làm chuyện đó, không phải là người mà cầm bút rồi ghi chép hết bộ kinh này qua bộ kinh khác. Mà Đức Thế Tôn ngài chỉ khẩu thuyết thôi. Có nghĩa là gặp ai là người hữu duyên, họ hỏi ngài cái gì thì ngài trả lời cái đó, và họ không hỏi thì ngài cũng tùy duyên mà ngài thuyết cho họ nghe một cái pháp thoại nào đó, và một cái thời lượng hợp lý theo mình bây giờ đó, mà mình cũng có thể dựa vào trong kinh nữa. Thì một cái thời lượng hợp lý của một bài giảng như vậy là khoảng chừng vài chục phút. Rồi thì hồi 8 giờ sáng ngày gặp một người, rồi 9 giờ, 12 giờ chiều, rồi 3 giờ, 4 giờ thì gặp một cái người khác. Và mỗi người như vậy theo mình tính trung bình, mình dựa theo kinh mình hiểu á, thì cái thời lượng tối đa đó là vài chục phút, không tới một tiếng nữa, nghĩ vài chục phút. Cái bị dò lên coi, có thể có những người ngài chỉ nói có 2 phút thôi, nhưng mà đại khái là những pháp thoại này nhiều lắm là chỉ tính bằng phút thôi, và không hề có một cái sự biên soạn từ chương phẩm. Mà đằng này á, là có quá nhiều bộ kinh đời sau có chương có phẩm, mà lại để mà lại bắt đầu bằng cái câu là như thị ngã văn, thì mình ngồi ngẫm ngẫm coi này kỳ kỳ hơn. Tức là Đức Phật ngài chỉ để là những pháp thoại ngắn ngắn thì được, chứ còn nguyên bộ kinh dài sọc mà được bắt đầu bằng cái như thị ngã văn đó thì kẹt lắm. Mà xem kỹ là trong đó toàn kể chuyện không. Lúc bây giờ vĩ đại Bồ Tát tên gì trên mình gắn đầy châu báu vàng ngọc, xuất hiện cùng với vô số vị Bồ Tát, Ma Ha Tát, Long Thần Hộ Pháp, rồi Cu Bàn Trà Kim Sĩ Điểu, rồi tràn ngập trên núi Lương Linh Thú Sơn, rồi đến đảnh lễ Phật, lắp 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 ngầm nhẩm lên. Cái đó là thuần hoàn toàn là của đời sau. Cái còn cái từ cái là nguyên bộ kinh mình nói là Phật thuyết, nhưng mà ngầm nhẩm là cái phần mà ngài nói bao nhiêu, và làm sao mà ngài khẩu thuyết mà lại có chương có mục như là một cuốn sách được. Này vậy mà mình vẫn tin sái cổ mới ghê chứ. Đấy, cho nên hãy cẩn thận cái đó. Và bên Nam Truyền, tôi cũng nói luôn, bên Nam Truyền có một cái quyển gọi là Đát Sát Bồ Đi Sát Ta Quách Thú, mình tạm dịch là Bồ Tát Dị Truyện. Đát Sát Bồ Đi Sát Ta Quách Thú có nghĩa là chuyện kể về 10 cái vị Phật tương lai. Bồ Đi Sát Ta là Bồ Tát, nhưng mà ở đây mình phải dịch chỉ là chuyện gọi là Bồ Tát Dị Truyện, hoặc là 10 cái vị Phật tương lai sắp thành nè. Đấy. Thì cái quyển nó cũng được bắt đầu bằng cái chữ Ewan Mê Xuất Tăng. Đó là một trường hợp mà tôi thấy hơi sốc. Này, hơi sốc là bởi vì rõ ràng rằng cái quyển đó được ra đời sau
cái kỳ kiến tập 1. Có nghĩa là chỉ có kỳ kiến tập 1 thì mới có. Ví dụ mà ệ văn mê sứ tăng là do chính ngài, ngài nan, ngài nghe và ngài trùng thuật lại trong cái kỳ kiến tập lần 1. Như vậy tôi nghe hoặc là tôi đã được nghe như vậy nè. À, sau cái kỳ kiến tập 1 thì không thể nào có một người nào mà đủ cái thẩm quyền mà nhắc lại cái câu đó trước cái quyển sách của mình hết. Không? Ấy vậy mà hôm nay chúng ta cứ lật ra chúng ta thấy tùm lum ở đâu cũng như thị ngã vang. À, nhất thời Phật tại xã hội quốc thành. Ở đâu cũng là Ê Quang Ma Sư Tăng, Ê đâu cũng là Ê Quang Ma Gia Sư Tăng. Đầy ra hết. À, đầy ra hết. Phải cẩn thận cái đó. Rồi. Sau khi ngài dạy cẩn thận, hãy cẩn thận khi mà tiếp nhận thông tin thì ngài mới đúc kết tới đây. Đây, ngài đúc kết tới đây. Không có vội tin thì mình phải làm sao? Mình phải xét coi cái điều đó, cái điều mà mình được nghe đó, cái lời dạy đó, đó nó là tốt hay xấu. À, ngài thấy cái điều, cái lời dạy đó nó dạy cho mình làm cái điều có phải là điều bất thiện hay không? Điều bất thiện là cái điều mà tối thiểu ở đây là cái đám này là cái đám mù tịch không biết gì hết, cho nên là ngài nói ngài chỉ đưa ra hai cái cơ sở đơn giản nhất. Cái điều bất thiện là cái gì? Điều bất thiện là cái điều mà các bậc hiền trí ở đời đó người ta không có đồng tình. Mà có thể điểm này chỗ này có người đồng ý nhưng mà chỗ kia không đồng ý, cái đó chưa được. Mà cái điều xấu là gì? Cái điều xấu là cái điều mà tất cả mọi người mỗi thời đại đều nhìn nhận nó là bậy á. Ví dụ như cái chuyện ăn cắp thì mọi người mỗi thời đại, mỗi địa phương, mọi nơi chốn đều nhìn nhận cái chuyện ăn cắp là cái chuyện không nên làm. Mọi người mỗi thời đại, mỗi địa phương đều nhìn nhận là cái chuyện mà nói dóc mà gạt người ta đó, cái chuyện nó không có tốt, phải bỏ. Cái chuyện mà nghiện ngập không, sa đà đổ đốn là cái chuyện mà mọi người không, mỗi địa phương, mọi thời đại người ta đều chê hết. Đó. Như là năm giới được xem là cái điều lành là bởi vì mọi người, mỗi thời đại, mỗi địa phương đều nhìn nhận năm giới là chuẩn mực đạo đức căn bản của một con người. Đấy. Và mỗi người, mỗi địa phương, mỗi thời đại đều nhìn nhận rằng cái chuyện gì mà nó đem lại cái lợi ích cho mình, cho người. Đấy, đem lại cái nụ cười cho mình, mà cho mình phải có cho người nữa nha. Không di hại cho mình, cho người thì cái đó là được xem là điều thiện. Đấy. Thí dụ như bạn bè tụ tập ăn nhậu, hát karaoke, vui vẻ, đánh bài quá vui, không? Khiêu vũ, nhậu nhẹt, bài bạc, ca hát. Mình bỏ tiền ra, mình vui, mình đãi người ta cũng vui. Như vậy đó điều thiện hả? Chưa chắc. Là vì sao? Là bởi vì mình thấy vui, nhưng mà xóm làng họ có vui không? Những bậc hiền trí ở đời, họ thấy một cái đám đông mà tụ họp làm cái chuyện đó, họ có khen hay không? Chưa hết còn nữa. Cái di họa, cái hậu hoạn của mấy cái việc đó lớn vô cùng. Ăn nhậu, ca hát, bài bạc, trước mắt rất là vui, đúng. Nhưng mà cái họa mà để lại thì khôn lường. Khôn lường. Mà cái việc thiện là cái việc gì? Việc thiện tối thiểu là phải hai tiêu chuẩn. Một là tất cả hiền trí trong đời, dầu nơi nào, lúc nào, người ta cũng đồng ý cái điều đó là điều lành đó, thì cái đó mới là lành. Chứ còn một địa phương nào đó thì chưa được. Phải là hiền trí ở đời. Không có giới hạn không gian, thời gian, không có cá, không có giới hạn tầng lớp xã hội, mà mỗi người đều phải nhìn nhận gì đó. Đó là cái gì đầu tiên. Cái đó là cái chuyện mà bậc hiền trí ở đời đều tán thán thì đó là điều lành. Mà bậc hiền trí ở đời mà họ chê là cái đó không được. Cái thứ hai, cái điều lành là cái điều mà đem lại cái niềm vui, cái niềm an lạc cho mình, cho người, và nó không có di hại thì cái đó mới gọi là điều lành. Còn cái đàn ca hát sướng nhảy nhót, ăn nhậu bài bạc, chích hút, cái đó trước mắt nó vui thiệt, nhưng mà nó có di họa không? Có, vô cùng lớn luôn, vô cùng lớn và không hề nhỏ. Như vậy thì cái điều này không được gọi là điều lành, bởi vì cái điều lành là cái điều mà thứ nhất tất cả hiền trí ở đời đều tán thán, và thứ hai nó chỉ đem lại niềm vui trước sau như một, để lại nước mắt
thì cái đó mới gọi là điều lành, không? Còn cái gì mà mình thấy trước mắt vui, tôi vui, anh vui, bạn bè vui, mà cái họa nó để lại mà ngoài kiểm soát thì cái đó không được, cái đó không có kể. Cho nên ở đây là nó một cái điều ác hay điều thiện, cái điều thứ nhất là phải nhìn vào cái nhận xét của bậc thiện trí ở đời, thứ hai là cái hậu quả mà nó để lại vui hay buồn. Cái điều gì mà ngài mới nói rõ, ngài hỏi họ, các ngươi thử nghĩ xem, tham nè, sân nè, si nè, không, mấy cái bất thiện đó đó, khi mà dây vào trong đó, coi nó có đem lại cái an lạc cho mình hay không. Nếu mà mình thấy mà nó đem lại an lạc thì chuyện đầu tiên là mình đã sai rồi, không? Bởi vì mình thấy rằng ba cái đó nó là ba cái mối hại, ba cái nguồn cơn của máu và lệ trong cái cõi nhân gian, cõi nhân gian. Đó, nhớ cái đó. Cho nên ngày ở đây ngài không có kêu tin ngài, không có nha, ngài mà ngài chỉ nhắc đừng có vội tin cái điều gì đó, bởi vì bla 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 bla, kể ra một số trường hợp, và cuối cùng ngài đúc kết chỉ nên tin là bác sau khi xét kỹ xem cái điều đó là cái điều thiện hay là bất thiện. Thì cái điều gọi là cái chữ xét cái này nó có hai trường hợp. À, ở đây tôi muốn nói chỗ này một chút. Đam mê, cái điều ác nó có hai trường hợp. Bản thân nó là ác là trường hợp một, không? Mà gọi là dính mắc trong cái thiện một cách nông nổi, bồng bột, thì đó lại cũng là cái điều ác. Tôi ví dụ, thở nào mình không có năm giới, thở nào mình không có chánh kiến, không có chánh tín, thở nào mình không có biết bố thí, không biết kham nhẫn, không biết từ tâm, không, mình chỉ sống, mình chạy theo cái mình thích, không, mình chỉ chạy theo cái gì làm cho mình vui thôi, không? Bây giờ mình biết đạo rồi, mình bỏ mấy cái đó. Mình không có đánh giá cái đời sống là thông qua cái gì thích, cái gì vui, mà phải xem cái gì lành, cái gì thiện thì làm, cái gì bất thiện thì tránh. Đó mới là bước một. Bây giờ phải bước hai nè. Bước hai nè, khi mà mình bố thí, mình giữ giới, mình tu thiền, mình học giáo lý đó, mình tưởng tốt rồi phải không? Chưa chắc. Học giáo lý để cầu cái trí tuệ tiếp tục tu nữa, đó là tốt. Học giáo lý xong mà trở nên kiêu ngạo, chảnh chọe, coi thường người không học là sai. Bố thí là tốt, nhưng mà tự xét coi mình bố thí có phải là vì cầu danh, cầu lợi, bố thí để nổi tiếng, bố thí để cầu quả nhân thiên, hay là cầu được giải thoát. Coi kỹ cái đó lại, không? Nếu mà học đạo, ngồi thiền, giữ giới, bố thí, phục vụ, cúng dường, này, mà mình thấy rằng cái động cơ của nó chưa có sạch, thì một lần nữa phải làm một cái cuộc tổng thanh lọc, tổng vệ sinh. Cho nên ở đây bài kinh này sâu lắm. Thứ nhất là xét coi cái đó là thiện hay bất thiện, một chuyện. Mà chuyện thứ hai đó, ngay cả khi mình sống thiện cũng phải tiếp tục xét coi cái thiện của mình nó có vấn đề hay không. Và tiếp tục cái người tu đúng là luôn luôn nhìn lại dưới chân của mình, luôn luôn có, đúng là mình phải có định hướng, phải có khả năng nhìn xa, phải biết mục đích của mình đến là gì, phải có khả năng nhìn xa. Nhưng mà cũng đừng quên cái khả năng thứ hai rất là quan trọng, đó là khả năng nhìn xuống cái bàn chân của mình, coi mình đang đứng ở đâu. Mình đang đứng ở trên cái cõi đất bất thiện thì đó là không nên. Nhưng mà bây giờ mình đang sống thiện nè, nhưng mình đang sống thiện kiểu gì? Phải nhớ kỹ ở đây có hai. Một là coi mình có bất thiện hay không. Hai là phải xét coi mình thiện kiểu gì. Bởi vì chính trong kinh cũng có nói, trong kinh kinh ví dụ con rắn trong Trung Bộ, với bản dịch bản in cũ kêu kinh xà dụ, thì có nói thế này, cái kiểu học giáo lý nó có nhiều kiểu học lắm. Học kiểu của cái người giữ kho, nghĩa là thích chất thiệt là nhiều vô, càng nhiều càng tốt. Rồi cái cách học của người bắt rắn, có nghĩa là học để cầu danh cầu lợi, học để mà thỏa mãn cái tri thức, học để mà đi lý luận khoe mẽ, đó là cái kiểu học của người bắt rắn. Và cuối cùng kiểu học của người cầu giải thoát. Hãy nhớ cái đó. Tất cả kiến thức giáo lý, tất cả cái hạnh lành mà mình tu tập, nó chỉ có được một cái tác dụng là nó đẩy mình đi về phía trước, rời xa cái con người cũ, cảnh giới cũ, để đi về cái phương trời giải thoát, thì đó là đúng.
Còn tất cả cái gì giàu công đức hay là kiến thức, không, thiền định trí tuệ gì đó, mà nó chỉ có khả năng giam nhốt mình trở lại cái phương trời tù hãm cũ, thì cái đó là sai. Mà nãy tôi nhắc rồi, có một chuyện mình tôi cho là vô cùng quan trọng. Hãy luôn luôn xem có mình đang bị giam nhốt ở trong cái gì, ở trong cái mình thích hay là trong cái mình ghét, trong cái thế gian hay là trong đạo. Đừng có nghĩ là đạo là giải thoát, chưa chắc đâu. Học đạo, hành đạo mà với cái sự, với cái ý thức buông bỏ đó là giải thoát. Mà học đạo, hành đạo, bố thí, phục vụ, cung kính đấy, mà bằng một cái ý niệm ngã và ngã sở, cầu công đức, thấy mình là số một thì thua, thua. Tất cả mọi công đức chỉ là cái việc uống thuốc để lành bệnh, và mai này nếu mà chứng thánh thì coi như hết bệnh, chỉ vậy thôi. Và trong suốt cái quá trình mà chữa trị đó, mình hoàn toàn không có lý do gì để mà khen mình, chê người, để mà tự kiêu, tự đắc, tự mãn, tự tôn, tự đại hết. Bởi vì sao? Vì tất cả những gì mình học được, những gì mình làm được, mình hiểu được, nó chỉ là những viên thuốc để chữa bệnh thôi. Nhớ nha, không ai đi khoe là mình đang uống thuốc tiểu đường, không ai đi khoe mình đang uống thuốc ung thư đó. Uống mà nó hết là mừng thấy bà rồi, chứ không ai mà chữa lành bệnh xong mà đi ra ngoài đường cái mặt cà hắt kiêu ngạo vinh vang, làm có. Nhớ cái đó nhớ. Nhưng mà như vậy ở đây mình phải có hai khả năng quan sát. Một là phải thường xuyên xét coi cái điều đó là điều, cái lời rao giảng đó, nó có hợp lý hay không, nó là điều thiện hay là điều bất thiện. Đã. Và tự xét xem có vì đâu mà mình chấp nhận nó, vì đâu mà mình phủ bác nó. Hãy cẩn thận coi chừng mình tin nhận và bác bỏ thường tí dựa trên cái phương, dựa trên cái động cơ cảm tính đó, nó kẹt lắm. Mình tin điều đó chỉ vì điều đó được đám đông chấp nhận, mình tin điều đó chỉ vì điều đó được truyền thừa lâu đời, mình tin vì điều đó được ghi chép trong cái gọi là kinh điển, mình tin điều đó chỉ vì cái người nói đó mình nhìn thấy mặt mũi coi được, mình tin điều đó chỉ vì cái người nói ra đó là cái người mà mình vẫn gọi là sư phụ. Cẩn thận cái đó, phải vô cùng cẩn thận. Và nhớ, ngay trong cái tấm thân sinh học này, ăn uống không cẩn thận thì nó đổ bệnh ra mà có thể chết le lưỡi, thì nói gì cái đời sống tinh thần. Đời sống vật chất mình ăn uống mình biết cẩn thận, thì tại sao cái thức ăn tinh thần mình lại ẩu đến vậy? Các vị tưởng tượng đi, không? Ăn uống mà không màng gì tới cái bệnh cao máu, không màng bệnh tiểu đường, không màng gì cái cholesterol, không màng tim mạch, không màng tiêu hóa, không màng cái chuyện bài tiết, thích là cứ quất, không? Thì nó bệnh cho chết. Thế là mình muốn khỏe là mình phải ăn uống cẩn thận, thì cái đầu của mình cũng vậy, cái đầu mình cũng vậy. Mình muốn an lạc, mình muốn có một cái nhận thức đúng đắn, để rồi có một cái hành trì đúng đắn, thì cái chuyện đầu tiên là hãy cẩn trọng với những gì mình nạp vào. Quả tùng khẩu xuất mà bệnh tùng khẩu nhập là chỗ đó, chỗ đó nhớ nha. Ok, tôi mệt rồi, hẹn là các vị một kỳ sau. Và tôi mong là một quyển như vậy chỉ có 500 trang thôi, và mình bỏ hết 250 trang Pali, mình lại chỉ còn lại 250, và nếu mà chỉ có 750 trang thì tôi tin rằng trước tuổi 55 tôi giảng xong. Và chúng ta hoàn toàn có niềm tin là một ngày nào chúng ta gặp nhau ở Calama đó là gặp nhau trong một cái sự cảm thông, hiểu biết và chia sẻ thật là trọn vẹn. Chứ tôi không muốn bà con đến đó mà cứ ồ cả cả, coi như không biết giáo lý gì hết là được. Đó là phải vững. Và tôi thèm thuồng, khao khát được là nhìn thấy một số đông bà con ở Việt Nam trên đồi, và các vị nói rằng tôi đã nghe xong 5 quyển Calama và tôi bước về Calama như tôi đang bước về nhà của tôi. Đó là cái niềm ước lớn nhất của chúng tôi. Chúc các vị một ngày vui. Dạ, chúng con tri ân sư. Sa rư, sa thư, sa rư. Dạ.